Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin đi vào chuyên mục luận đàm thời sự cuối tuần ngày hôm nay với tiêu đề Câu chuyện Vũ ân xá con. Tuần rồi, chính trường Mỹ nổ bùng vì chuyện Biden ân xá cho con. Chống đối, bào chữa loạn cào cào. Tại sao vậy? Hiến pháp Mỹ cho quyền thể tớ ân xá bất cứ ai phạm bất cứ tội gì. Và tất cả các thể tớ Mỹ từ George Washington tới Trump đều ân xá, có khi cả trăm, có khi cả ngàn, có khi cả vạn tội nhân. Cả vạn tội nhân là trường hợp Ted Carter ân xá cho tất cả những thanh niên trốn đi lính qua VN. Carter đi vào lịch sử như vua ân xá. Obama là tờ đứng hạng nhì, ân xá cho gần 2.000 người, phần lớn là dân da đen bị thù liên quan tới buôn bán và sử dụng ma túy. Clinton đã là tờ ân xá, nhiều trường hợp bị công kích mạnh nhất, ân xá cho em ruột bị kết án tội hình sự liên quan đến ma túy. Ân xá cho đám khủng bố Puerto Rico để giúp Hillary lấy phiếu của dân Puerto Rico khi bà ra tranh cử thượng nghị sĩ New York. Ân xá cho tài phiệt trốn thuế Mark Rich sau khi Rich tặng cả triệu đô xây thư viện Clinton và rất nhiều ân xá khác. Tại sao Biden ân xá lại gây ra tranh cãi? Mời quý độc giả theo dõi câu chuyện. Sau cả nhiều năm liên tục khẳng định, cam kết không can thiệp vào tiến trình công lý, không ân xá cho con, vì không ai có quyền đứng trên luật pháp, kể cả con tôi, Biden tuần rồi đã ân xá trọn vẹn và vô điều kiện, full and unconditional pardon, tất cả mọi tội của cậu quý tử Hunter Biden có thể đã phạm. Bất kể đã bị truy tố hay chưa bị truy tố, đã bị lộ ra hay chưa lộ ra, nên chưa bị truy tố. Trong 11 năm qua, từ 2014 tới 2024, đề phòng lỡ Trump hay quốc hội khám phá ra nhiều tội khác còn đang bị giấu nhẹm. Có gì lạ? Một phim video quay tháng 7, 2024 cho thấy cậu ấm Hunter khi được hỏi có sợ bị tù không, hay là tin sẽ được bố ân xá. Cậu Hunter đã cười tươi như hoa rồi bước đi, không trả lời, khiến báo chí bây giờ nhận định khi đó cậu đã biết trước sẽ được ân xá rồi, không có gì đáng lo. Cậu quý tử đang bị truy tố về tội trốn thuế, sở hữu súng bất hợp pháp và đang bị điều tra về tội ăn hối lộ Trung Cộng. Bây giờ trong trắng hơn mà sờ. Tổng cộng tội của Hunter có thể khiến Hunter đi tù từ 17 tới 22 năm. Bối cảnh, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland do Biden bổ nhiệm đã bổ nhiệm công tố David Weiss làm công tố đặc biệt điều tra về vụ nghi ngờ Hunter Biden trốn thuế và sở hữu súng bất hợp pháp. Sau hơn 2 năm điều tra, công tố Weiss chính thức truy tố. Một, Hunter đã trốn không đóng đầu 1,4 triệu đô tiền thuế trong khoảng thời gian 4 năm liền 2016-2019. 2. Hunter, khi đi mua súng, đã khai gian là không hề dính dáng xa gần gì tới ma túy, trong khi anh ta đang nghiện ngập nặng trong thời gian đó. Trong suốt thời gian điều tra, Biden luôn luôn khẳng định không ai có quyền đứng trên luật pháp, kể cả con tôi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn và tòa án, và tuyệt đối sẽ không có chuyện tôi ân xá hay giảm án cho con tôi. Tuyên cáo này được Biden nhắc đi nhắc lại nhiều lần, được phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc và nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ của đảng DC liên tục nhắc lại trong khi cả tổng Biden lên 9 tầng mây để đối chiếu với những sĩ và trăm phạm tội hình sự đã bị truy tố tới cả trăm tội. Vụ trốn thuế bị bắt khi Hunter đang sống tại Venice, ngoại ô Los Angeles, nên bị công tố Weiss truy tố trước tòa Los Angeles. Trong khi vụ khai gian khi điền đơn xin mua súng xảy ra tại Wilmington, tiểu bang Delaware, nên bị xử tại tòa Delaware. Bồi thẩm đoàn trong cả hai vụ xác nhận Hunter có tội. Sau cả mấy năm trời tranh cãi, điều đình với công tố, cuối cùng thì Hunter nhận mọi tội và trên nguyên tắc sẽ bị tuyên án ngày 16 tháng 12 năm 2024 tới đây. Hai tuần trước khi Hunter lãnh án, Biden lấy quyền tế tớ, ân xá trọn vẹn và vô điều kiện cho Hunter, ân xá tất cả những tội Hunter đã bị truy tố, cùng với tất cả mọi tội khác có thể sẽ bị truy tố trong khoảng thời gian từ đầu 2014 tới cuối 2024. Quyết định của Biden hoàn toàn hợp pháp, trong quyền hạn của tế tớ được hiến pháp cho phép. Tuy nhiên, đã nổ bùng như bom nguyên tử và bị công kích bởi gần cả nước, kể cả rất nhiều chính khách thân thiện trong đảng DC. Trên căn bản, quyết định của Biden bị công kích kịch liệt vì nhiều yếu tố. Một, trong suốt mấy năm qua,
Trong bối cảnh vận động tranh cử, cũng như trong khi Trump đang bị tư pháp Biden truy duyệt cả trăm tội cuội, Biden đã đóng tuồng nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp, cả trăm lần khẳng định sẽ không can thiệp và không ân xá hay giảm án cho Hunter. Bây giờ, bất ngờ ân xá, chứng tỏ Biden nói láo, nuốt lời cam kết khi tranh cử và giả dối thô bạo nhất. Chẳng những vậy, lại còn đặt cả đảng DC, cả trăm dân biểu và thượng nghị sĩ, chính khách DC trong thế bối rối, không biết phải giấu mặt đi đâu khi họ đã từng lớn tiếng tung hô tính công tâm của Biden. 2. Biden tuy có quyền ân xá bất cứ ai, nhưng ân xá cho con ruột là chuyện tuy hợp pháp nhưng trắng trợn vi phạm nguyên tắc đạo đức chính trị. Mở ra tiền lệ con của Tổng thống trong tương lai, hay bất cứ thân nhân nào khá của tài tử, có thể làm bất cứ chuyện phạm pháp nào như trộm cướp, giết người, hiếp dâm phụ nữ, y chang như con vua tàu, mà vẫn được bố bao che, miễn tội hết. Câu nói ở Mỹ, không ai có quyền đứng trên luật pháp, phải thong thêm câu, ngoại trừ con của thầy tờ. 3. Quyết định của Biden cực kỳ quái lạ và bất thường ở điểm ân xá, quá bao quát như chưa từng thấy, bao gồm luôn tất cả mọi tội Hunter có thể đã phạm, nhưng chưa bị khám phá ra, chưa bị bắt. Trong khi Hạ viện đang điều tra về những vụ lem nhem tiền bạc giữa Hunter và các quan đại gia đỏ thầu cầu. Nhưng tin buồn cho Hunter là Biden chỉ ân xá Hunter trên phương diện pháp lý, cứu con khỏi đi tù thôi, mà không cản được quốc hội tiếp tục điều tra và công bố tội cho êm mặt mò. 4. Quyết định của Biden ai cũng thấy rõ, chính là quyết định tự cứu chính mình khi chặn trước tất cả mọi điều tra về những lem nhem của cậu ấm với các đại gia đỏ tàu cầu. Cả vụ lem nhem tiền bạc này hiển nhiên Biden đã dính dáng vào, do đó ân xá cho Hunter cũng có nghĩa là ân xá cho chính mình luôn. Ân xá cho Hunter vẫn không cản được việc Trump vẫn có thể ra lệnh cho FBI điều tra về quan hệ Biden với tàu cầu và khui tội của chính Biden, nay đưa đến tình trạng chính Biden sẽ bị Bộ Tư pháp của Trump và Quốc hội CH truy tố. Chuyện này nếu xảy ra sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. 5. Biden biện bạch những truy tố chống Hunter đều là những đòn chính trị đánh cha con cụ, cho dù Bộ Tư pháp đang dưới quyền Bộ trưởng Merrick Garland do chính Biden bổ nhiệm và công tố David Weiss lại do Garland bổ nhiệm. Bị báo chí chất vấn, bà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre khẳng định Biden luôn luôn nói sự thật cho dân, và sự thật là Hunter Biden đã bị truy tố vì có cái tên Biden. Ủa, bị ai truy tố vậy? Bị Trump truy tố hay bị truy tố bởi công tố David Weiss do Bộ trưởng Tư pháp của Biden, Merrick Garland bổ nhiệm? Về chuyện này, ông quan tòa thụ lý vụ Hunter trốn thuế, ông Mascarsi nhận định, hiến pháp cho tư quyền ân xá bất cứ ai về bất cứ tội gì, nhưng hiến pháp không cho Tổng thống quyền viết lại lịch sử, đổ lỗi hệ thống tư pháp truy tố oan Hunter Biden vì lý do phe đảng chính trị. Rất nhiều bằng chứng đã được trình tòa, và chính Hunter đã ký giấy nhận hết mọi tội. 6. Chính quyền Biden và cả đám lâu la truyền thông loa phương liên tục cảnh báo Trump sẽ coi pháp luật như pha, sẽ lộng hành, triệt tiêu luôn cả thể chế dân chủ, trở thành độc tài, phát xít, Hitler. Chưa ai thấy gì về Trump, mà chỉ thấy Biden đã công khai lợi dụng quyền lực của Tổng thống để dung túng tội phạm, ân xá trọn vẹn ông con phạm tội có thể đi tù tới 17-22 năm. Biden đã phá nát luận điệu tuyên truyền chống Trump của phe DC và sẽ giúp cho Trump có đầy đủ lý do chính đáng để theo gương Biden, ngồi xổm trên luật pháp, ân xá lung tung nếu muốn trong 4 năm tới. Quyết định của Biden dĩ nhiên bị phe CH công kích triệt để, nhưng đồng thời cũng bị giới chính khách của chính đảng Dân Chủ và cả hệ thống truyền thông loa phường lên án. Tất cả quan chức tai to mặt lớn của đảng DC nín khe, không ai dám lên tiếng bào chữa cho Biden, kể cả bà Kamala, Obama, Pelosi, Schumer, Jeffries, Hillary. Duy nhất chỉ có một người dám tuyên bố ủng hộ là cựu thê tử Clinton, cũng là người đã bị tố cáo lạm dụng quyền ân xá nặng nề nhất. Gary Peter, TNS DC của Michigan, gia đình và đồng minh của thê tử không thể được hưởng biệt lệ. Đây là chuyện lạm dụng quyền lực không chính đáng, xói mòn niềm tin vào chính phủ, và khuyến khích những người khác bẻ cong luật lệ để phục vụ quyền lợi của mình. Tim Kaine, TNS DC của Virginia, người mới đánh bại đại tá Hùng Cao. Ông ta Biden nói ông ta sẽ không ân xá,
Đúng ra, ông ta không thể nuốt lời cam kết. Bà Marie Gusen Camperes, dân biểu DC của tiểu bang Washington. Việc thi thể Biden ân xá cho con xác nhận điều mà tôi thường nghe ở Washington là những người có quan hệ lớn thường được hưởng biệt đãi trong chế độ tư pháp có nhiều tầng lớp. Thật tôi đã sai lầm. Không gia đình nào có thể đứng trên luật pháp. Bà TNS Chat cùng chống Trump, Lisa Murkowski của Alaska. Quyết định này là một miệt thị lên hệ thống tư pháp. Tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành động của họ. Báo loa phường New York Times nhận định việc ân xá sẽ củng cố lập luận của đảng Sachs là bộ tư pháp Biden phe đảng, trong khi sẽ khiến đảng DC khó bào chữa. Theo NYT, thi thơ thường ân xá dựa trên khuyến cáo của bộ tư pháp, nhưng trong trường hợp Hunter đã không có khuyến cáo nào của bộ tư pháp mà chỉ là quyết định đơn phương của Biden. Vẫn theo NYT, Biden viện dẫn tình cha con để ân xá Hunter là việc NYT cho rằng có thể chấp nhận. Nhưng điều NYT cho là khó chấp nhận là việc Biden đã công kích vụ truy tố Hunter như là chuyện được khích động bởi nhu cầu chính trị, chẳng những là một công kích trực tiếp chống bộ tư pháp của chính Biden, mà đã giúp xác nhận những tố cáo chính trị hóa bộ tư pháp của Trump là hoàn toàn đúng sự thật. Vấn đề Biden đặt ra là thế những vụ truy tố của chống Trump có phải là đòn chính trị không? Biden có ân xá không? Biden sẽ không ân xá cho Trump. Nhưng việc ân xá Hunter dựa trên lý do truy tố vì ý đồ chính trị sẽ giúp Trump có lý do ân xá cho những người bị bắt tù trong vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6 tháng 1, 2021. Vẹt bao chưa láo cho Biden. Một con vẹt vênh mặt hỏi. Xin hỏi quý vị, một, Joe Biden ân xá cho con trai Hunter Biden có vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ và có phá hoại đạo lý của Âu Á của một người cha có trách nhiệm bảo vệ con hay không? 2. Tại sao lại nhao nhao chê trích việc làm hợp pháp và hợp với luân thường đạo lý này? Vâng, hiến pháp cho phép ân xá, do đó không phạm luật pháp. Chỉ không hợp lắm với tuyên ngôn không ai có quyền đứng trên luật pháp, kể cả con tôi của Biden. Hunter phạm tội có thể đi tù 17 năm, nhưng vì là con của Tater nên miễn hết tội. Dung túng cho con tha hồ phạm tội mà không bị bất cứ trừng phạt nào, trong khi nói láo với cả nước có hợp với luân thường đạo lý hay không? Diễn đàn này xin để quý độc giả thẩm định. Con vẹt Phú Nguyên hoành tráng viết, nếu người đắc cử Tater là một người Sachs biết tuân thủ luật pháp và hiến pháp, công bằng cho mọi công dân, thì T.T. Biden không cần ân xá cho Hunter Biden. Nhưng đối với tên tội phạm 45, bản chất vị kỳ đê hèn, một tên tiểu nhân lợi dụng chức vụ thê tơ để khỏi đi tù, để trả thù những đối thủ chính trị, lạm dụng làm giàu cho lòng tham của chính nó, thì T.T. Biden phải có hành động bảo vệ cho con mình, và việc làm ấy có thể hiểu được. Vấn đề là người truy tố Hunter là công tố David Weiss, do chính Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland của Biden bổ nhiệm. Và Hunter đã bị hai bồi thẩm đoàn Los Angeles và Wilmington, toàn là cử tri đảng DC. Biden thắng tại Cali và Delaware với hơn 60% phiếu, buộc tội, và sẽ bị quan tòa kết án vào ngày 16 tháng 12, 2020. Tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi một tháng trước khi Trump nhậm chức. Tất cả câu chuyện, Trump chẳng dính dáng xa gần gì tới hết. Chuyện sợ Trump trả thù hoàn toàn vô căn cứ. Phía tay vợt thân hoành tráng viết bộ tư pháp của Biden. Tôi không biết ai là người đặt tựa đề này. Bất cứ là ai, tôi cũng có thể gọi người này rốt hiến pháp, luật pháp. Nếu viết bộ tư pháp của nhiệm cổ thịt Biden, thì tôi không cãi. Là người hiểu thể chế tam quyền phân lập, thì trong đó mỗi ngành có quyền độc lập, không thể gọi là của Biden. Thân làm như thể rất hiểu biết về hiến pháp, luật pháp Mỹ, nhưng chỉ lộ cái rốt của mình thôi. Rốt mà làm thinh thì không ai biết mình rốt. Thứ nhất, bộ tư pháp đúng là của Biden. Bộ trưởng, thứ trưởng tư pháp đều do Biden bổ nhiệm, nằm trong nội các Biden, chịu trách nhiệm với Biden và Biden có toàn quyền cách chức hay thăng chức. Tất cả công chức của bộ tư pháp đều là công chức của hành pháp, không có ai độc lập gì hết. Thứ nhì, về tay thân không hiểu thể chế tam quyền phân lập là gì. Tư pháp là một trong ba ngành độc lập trong hoạt động. Nhưng tư pháp ở đây không bao gồm bộ tư pháp, mà chỉ bao gồm các quan tòa do hành pháp bổ nhiệm và lập pháp phê chuẩn. Nghĩa là các quan tòa liên bang và cả tối cao pháp viện chỉ trở thành độc lập
sau khi đã được Bộ Tư pháp đề nghị và TT bổ nhiệm và lập pháp phê chuẩn. Thứ ba, ngay cả các công tố cũng thuộc hành pháp do Bộ Tư pháp hay TT bổ nhiệm không có quyền gì ngoài quyền truy tố hay không truy tố, kết tội hay không mới là quyền độc lập của các quan tòa của ngành tư pháp. Trong vụ trốn thuế của Hunter, Biden đã ân xá, có nghĩa là Hunter sẽ không bị kết án và đi tù. Nhưng công tố Weiss của Bộ Tư pháp Hành pháp đã yêu cầu quan tòa tư pháp không xóa các tội trong hồ sơ lý lịch. Nhưng vô địch Ume phải là Cả Trung Chan thì cụ ta hồ hởi ca tụng một hành động cá nhân bao che tội phạm của con. Cho nên Biden đã phỏng tay trên. Biden quyết định không để cho Trump có cơ hội trả thù. Biden đã dùng quyền theo pháp luật cho phép, ân xá và giải tỏa cho con trai của mình khỏi bàn tay thù hận của Trump. Trump hết sức bất ngờ. Biden làm cho Trump hụt hẫng. Trump không còn gì để trả thù Biden được nữa. Trump biết Biden đã chơi mình, nhưng đành cắn răng nuốt hận. Báo loa phường USA Today chạy tít lớn, quyết định ân xá tặng cho Trump một sự bao che chính trị thật mạnh, để sau này tha hồ ân xá phe đảng tay chân của ông ta vì tư pháp, theo tố cáo của chính Biden, đã trở thành một thứ vũ khí chính trị. Hay như Catherine Tran nhận định, tư pháp đã trở thành vũ khí chính trị gia dùng để chơi nhau. Dĩ nhiên, cơ Catherine Tran làm sao nhìn thấy những hậu quả lớn như vậy? Con vẹt quy chuông hợp tập viết bài dài tràng giang đại hải bào chữa, biện bạch. Hunter bị tội tương đối nhẹ, nhưng bị truy lùng vì có bố là Tato. Thắc mắc tại sao lại có chuyện laptop bị xì ra. Tại sao Trump có thể được tối cao pháp viện ân xá được? Một bài viết luật trần tính phe đảng u mê của đám vẹt. Kẻ này đọc mà phải phì cười vì tính ngu dốt. Thế nhưng con vẹt tên là Duyên Nguyên nào đó vội khoác áo thụng vái ngay. Quy chuông nói phải lắm, dẫn chứng lý lẽ thuyết phục lắm. Võ Trọng Thân cũng mau mắn tung hô theo ngay. Anh Quy Trương kể chừng đó đã thuyết phục. Thuyết phục. Kẻ này xin nêu lên vài điểm biện bạch của Quy chuông để quý độc giả vừa đọc, vừa cười cho vui ngày cuối tuần. Ngay từ đầu, tại sao Hunter Biden ở Nam Cali có quen biết với những chuyên viên sửa laptop hay không mà phải đem máy laptop chứa nhiều, tài liệu quan trọng riêng tư qua tận New Hampshire để sửa tại một tiệm nào đó, lại quên lấy, lại không để lại địa chỉ để liên lạc? Có ai nghi ngờ về vấn đề này không? Tôi. Câu vào đề đã biểu diễn ngay cái rốt vô tận. Vụ laptop nổ ra tháng 10 năm 2020. Khi đó, Hunter đang ở nhà bố Joe Biden ở Wilmington, thủ phủ tiểu bang Delaware, tị nạn kinh tế, thì đúng hơn, trốn trả tiền nhà thuê tại Cali. Hunter Biden, năm 2019, dọn qua Venice ngoại ô Los Angeles, thuê nhà ở tại đó trong một năm rưỡi, từ đầu năm 2019 tới giữa năm 2020. Nhưng quyết không trả tiền, bị kiện vì thiếu 300.000 đô tiền thuê nhà không trả. Tiền thuê nhà là 25.000 đô một tháng. Trốn về nhà bố ở Wilmington lại. Hunter ăn chở chắc táng vô độ, bao nhiêu triệu ăn của TC cũng không đủ tiền mua ma túy và bao gái, nên không có tiền trả tiền thuê nhà. Ông bố Joe Biden không ân xá vụ kiện này, được vì đây là tội cấp tiểu bang Cali, Hunter chỉ có quyền ân xá tội liên bang. Thời kỳ Hunter ở Nam Cali cũng là thời kỳ anh ta trốn thuế, bị công tố David Weiss truy tố. Nhưng câu chuyện này tuyệt đối chẳng liên quan gì đến cái laptop. Tại Wilmington, gia đình Biden có hai căn nhà, một của Joe Biden và một của Beau Biden. Beau là con trưởng đã chết của Joe Biden, là cựu bộ trưởng tư pháp Delaware. Nhà của Beau cũng là nhà của bà quá phụ Beau và là động của cậu ấm Hunter đến ngủ với bà chị dâu vừa quá chồng hồi năm 2015. Nhà của Joe Biden ở Greenville, vùng ngoại ô Wilmington. Joe Biden còn một nhà nữa ở Rehoboth Beach, cũng trong tiểu bang Delaware. Tiệm sửa laptop là tiệm tên là The Mac Shop tại Wilmington, thủ phủ tiểu bang Delaware, không phải New Hampshire như QT thông tin phía của ông John Paul Mac Isaac. Viết khi đó Hunter ở Nam Cali mà mang laptop đi sửa tuốt ở New Hampshire là viết láo. Hunter nằm trong buồng tắm coi phim sex trên laptop, lỡ để laptop rớt xuống nước, mang đi sửa. Được tiệm sửa cho biết không sửa được, nên Hunter bỏ không lấy về để trốn khỏi trả tiền. Hunter lờ mờ về computer, tưởng không sửa được. Nghĩa là các dữ kiện và hình ảnh trong máy tiêu mất hết,
nên không đi lấy laptop về, nhưng không biết là những dữ kiện đó vẫn còn nguyên vẹn trong dĩa cứng hard drive của máy. Viết Hunter mang laptop đi sửa rồi quên không lấy về là viết láo. Dù sao thì câu chuyện Hunter bị truy tố vì trốn thuế và sở hữu súng bất hợp pháp hoàn toàn chẳng dính dáng xa gần gì tới laptop hết. Công tố Wade điều tra hai tội này tuyệt đối không hề lấy tin từ laptop, vì laptop không có những tin này, mà laptop chỉ có những emails Hunter trao đổi với các đại gia đỏ tàu cộng, cùng với những hình ảnh đồi trụy của Hunter đang ở chuồng tắm hay hút hay vui vẻ với gái gọi. Theo luật ở Mỹ, có ai được quyền lấy tài liệu đời tư của kẻ khác phổ biến không? Đưa máy cho tiệm sửa rồi không lấy về để trốn khỏi trả tiền. Thì theo luật Mỹ, chủ tiệm trở thành sở hữu chủ của máy. Muốn làm gì thì làm với máy đó, kể cả nội dung trong máy. Ông chủ tiệm báo cáo cho FBI vì thấy có nhiều emails trao đổi với quan chức tàu cộng. FBI tịch thu laptop theo lệnh của đại bồi thẩm đoàn. Sau đó, toàn bộ nội dung được FBI chuyển cho công tố và quốc hội. Phe DC trong quốc hội tá hỏa, ra lệnh Tony Blinken phải tìm cách đối phó. Blinken áp lực được 51 cựu quan chức an ninh và tình báo ký tên một thông cáo khẳng định những dữ kiện trong laptop đều là phịa do phản gián Nga cài vào. Truyền thông loa phường răm rắp lặp lại, Blinken sau đó được Biden tưởng thưởng cho làm ngoại trưởng. Sau này, FBI và tất cả các báo đều nhìn nhận không có dữ kiện nào do phản gián Nga cài vào hết. Kiệt, nhật ký con gái Biden chỉ đưa ra một ký ức tắm chung với cha lúc nhỏ có nói tắm như thế nào không, mà báo chí bẻ quẹo và nhà báo viết lại ngu ngơ, không suy luận cố tình bêu xấu với trí não bẩn đục. Luận điệu của QT cho thấy, trong con mắt của đám vẹt cùng mê Biden, có nhiều cách bố tắm chung với con gái. Trong đó có cách mà đám vẹt thấy rất bình thường, rất hợp với luân thường đạo lý phe ta, không có gì đáng bàn. Do đó, khi chưa mô tả cho rõ bố và con gái tắm chung kiểu nào, làm những trò gì trong buồng tắm, thì chưa đủ yếu tố lên án. Cho dù trong nhật ký, chính cô con gái Ashley Biden than phiền bị bố sách nhiễu tình dục khi tắm chung, vẫn chưa phạm thân phong mỹ tục theo tiêu chuẩn của cụ thể, nên chưa thể bêu xấu được. Chắc cụ thể nghĩ cha con Biden tắm chung trong bồn nước, mặc đầy đủ 4 lớp quần áo, có dựng tấm phên chia bồn tắm là 2. Chỉ cột tiết kiệm tiền nước, nên không có gì vi phạm luân thường đạo lý cấp tiến, không thể bêu xấu. Cả con vẹt Duy Anh Nguyên và Vê Thế Thần đều khen Quy Trung rất thuyết phục đấy. Laptop được DOJ dưới thời Trump có được tại sao không truy tố vào lúc đó? Cơ hội đánh bại Biden rất dễ với laptop đó, tại sao không đem ra sử dụng? Ông chủ tiệm computer thu lại những dữ kiện trong hard drive, rồi nộp hard drive cho FBI. FBI dưới quyền Christopher Wray có laptop tháng 12, 2019, nhưng giấu nhẹm, không loan tin cũng không làm gì hết. Vì khi đó bước vào năm tranh cử thì sợ tung tin này ra sẽ mang tiếng phe đảng giúp Trump hại Biden, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tether tháng 11, 2020. Wray rút bài học của ông tiền nhiệm James Comey điều tra vụ emails bà Hillary ngay trước bầu cử năm 2016, bị chửi tàn bạo. Cả Tether Trump và Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr đều không hay biết gì về việc giấu nhẹm này. Mãi tới tháng 10, tháng 2020, cả năm sau khi ông chủ tiệm sửa máy không thấy FBI làm gì, mới xỉ bản sao các dữ kiện trong laptop cho ông Rudolph Giuliani, và ông này xì ra cho báo New York Post tung ra công chúng 3 tuần trước khi bầu cử. Tội của Hunter Biden, mua súng không giấy phép và trốn thuế được, so với những tội của Michael Flynn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, tội ăn hối lộ của cựu thống đốc Illinois Rod Blagojevich hay Charles Kushner, ông suy ra của Trump, trốn thuế nhiều hơn Hunter Biden và bao nhiêu kẻ tội lỗi khác được Trump ân xá, tìm trên Google để biết thêm. Như vậy công bằng hay không? So sánh khập phễnh. Tê thường ân xá những tội sau khi phạm nhân đã chịu tội, đã hay đang ở tù về những tội không quan trọng, hay tù nhân đã thực tâm hối cải hay bị oan. Tướng Michael Flynn bị truy tố về tội nói láo với FBI. Thật ra là chuyện bà lác. Khi đó, công tố Robert Mueller được bổ nhiệm điều tra việc Trump thông đồng với Nga. Ông tìm cách vồ Trump, đi bắt mấy cộng sự viên của Trump, vồ họ, đe dọa sẽ kết án nặng.
Nhưng nếu họ hợp tác hai tội nào đó giúp phủ Trump thì họ sẽ được tha. Ông Flynn từ chối vì cho rằng Trump chẳng có tội gì để khai hết. Mueller vô được chuyện tướng Flynn nói chuyện điện thoại với đại sứ Nga, truy tố ông liên lạc với Nga, nhưng không ổn vì tất cả các điện đàm với tòa đại sứ Nga đều được CIA FBI thu âm, cho thấy ông Flynn chẳng tiết lộ bất cứ chuyện quốc sự nào. Vấn đề là tháng Chạp 2016, thì Obama trục xuất một vài viên chức tòa đại sứ Nga về tội can thiệp vào cuộc bầu cử theo thẩm mỹ. Tướng Flynn, trong tư cách cố vấn an ninh mới được tân thê tơ đắc cử Trump bổ nhiệm, điện thoại cho đại sứ Nga khuyên cáo Nga không nên trả đũa, leo thang, bất lợi cho quan hệ với tân thê tơ đắc cử Trump. Khi FBI hỏi, thì tướng Flynn trả lời cho biết không bàn chuyện an ninh quốc gia gì. Mueller cho là Flynn nói láo FBI vì có bàn chính trị thật. Báo chí loa phường làm dùm beng, áp lực chính trị khiến thê tơ Trump phải thay thế tướng Flynn, bổ nhiệm người khác làm cố vấn an ninh quốc gia. Rồi sau đó, thê tơ Trump ân xá, nương cuộc điều tra theo khuyến cáo của Bộ trưởng Tư pháp, vì chuyện này chẳng có gì quan trọng đáng điều tra, mà chỉ là đòn Mueller bắt chẹt Flynn. Tướng Flynn chưa bị chính thức tố cáo bất cứ tội gì, mà cho dù có bị kết án thì cũng chỉ bị tù vài tháng vì tội nói láo. Thị thi Trump ân xá để chặn báo chí khai thác, tấn công tân thờ tờ. Chuyện rồi bù, chẳng có chuyện tiết lộ bí mật an ninh quốc gia như cụ thể phiện. Thống đốc Illinois Rod Blagojevich là thống đốc dân chủ bị truy tố tội ăn hối lộ, bán chức thượng nghị sĩ của Obama sau khi Obama đã đắc cử thị thi. Ông được thị thi Trump ân xá sau khi ông Blagojevich đã ở tù 8 năm vì chuyện có nhiều khúc mắc, mờ ám, có vẻ do Obama áp lực bắt phải truy tố ông ta. Trump chẳng có lợi lộc gì khi ân xá một cựu thống đốc DC của một tiểu bang DC xanh lẻ, không bao giờ bầu cho Trump. Charles Kushner là suy ra, bố của Jared Kushner. Ông bị đi tù vì tội thu hình một cuộc mây mưa giữa một ông anh họ và một cô gái điếm để làm áp lực gì đó, cộng với tội né thuế, tax evasion, không phải thiếu thuế mà không đóng. Ông bị kết án 2 năm tù vào năm 2015. Mãn án năm 2007 được Trump ân xá trên giấy tờ năm 2020, hay 13 năm sau. Không phải đang ngồi tù như VTT thân tổ sản. Chuyện lắc nhắc, vô nghĩa. Trong cả ba trường hợp cử tê nêu lên, chẳng có vụ nào nghiêm trọng khiến thủ phạm có thể bị đi tù tới 17, 22 năm, như trường hợp Hunter Biden. Tội lớn nhất của Trump còn được tối cao pháp viện ân xá, thì so với tội của Hunter Biden có nghĩa lý gì, phải không? Fake news, tin bố láo, Trump chưa bị kết án tội gì hết và TCPV cũng chưa bao giờ ân xá Trump bất cứ tội gì hết. Lời nhắn, trước khi biện bạch TCPV đã ân xá Trump nên tìm hiểu cho kỹ rồi hãy bào chữa, kẻo sẽ bị VL này lật mặt nạ rốt nữa đấy. Tóm lại, bài viết của Kuche hoàn toàn bá láp, vô giá trị, chỉ thuyết phục cảm được những tay có thành kiến cuồng ghét Trump vô căn cứ nhất. Bài viết cũng chứng minh rõ ràng tác giả tuyệt đối không hiểu việc Biden bị chỉ trích vì chính mình tố cáo Bộ Tư pháp của mình đã biến Bộ Tư pháp thành công cụ chính trị phe đảng. Tuyệt đối không hiểu việc Biden bị chỉ trích vì không giữ những cam kết không ân xá của Biden. Nói láo với dân, tuyệt đối không hiểu tội Hunter bị truy tố, trốn thuế và có súng bất hợp pháp. Chẳng liên quan xa gần gì tới những tin tức và hình ảnh xấu xa bị tiết lộ qua laptop. Tuyệt đối không hiểu Biden bất chấp tất cả, ân xá cho con để cứu chính Biden. Muốn bào chữa cho cha con Biden thì cũng được. Lẽ tự nhiên của những người cuồng mê Biden. Nhưng bào chữa cho khôn hơn mới thuyết phục được thiên hạ. Còn không thì chỉ lòi mặt phe đảng ngớ ngẩn nhất. Tôi xin kết thúc chuyên mục luận đàm thế sự cuối tuần của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm ơn.